Trời mưa nuôi cá có sao không anh? Tôi không biết cá sao chứ tôi thấy trời mưa là tôi thèm muốn riêu rồi nha. Hả? Tô này tôi nói giá ra anh em nghe anh em hết hồn luôn á. Có 30.000 thôi đó, mà quá trời đồ ăn luôn. Quán này là quán ruột gần nhà tôi nha. Trời mưa là tôi ra tôi ủng hộ bả liền à. Kêu thêm một tô đậu hũ nữa nè. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là cái tô bún riêu này liên quan gì đến trời mưa không hả? Có nha mấy bạn. Trời mưa sẽ làm cho nhiệt độ thay đổi, mà nhiệt độ thay đổi sẽ làm cho bọn cá bị khó chịu. Cho nên tốt nhất là chúng ta cũng nên cho cá ăn ngon, giống như mình đang ăn vậy đó mấy bạn. Nhưng không phải là ăn bún riêu, mà là ăn cái món tụi nó thích á, đó chính là chùng chỉ. Chùng chỉ thì thường rất là dơ, cho nên lúc nào chúng ta cũng phải sàng lọc qua dưới nước hết á anh em à. Lấy cái súng á, bắn sạch thiệt sạch cho mình, lọc thiệt kỹ cho mình là được. Sử dụng thêm lưu cai tứ quý chính để tiệt trùng chùng chỉ trước khi cho bọn cá ăn nha, để hạn chế mầm bệnh. Cho bầy ranh chu của mình ăn thôi nào. Cái gì chứ ranh chu là tụi này nó bào dữ lắm, tụi nó có thể ăn cả ngày luôn đó. Mình đang áp dụng cái phương pháp nuôi mới của mình, thử coi cái bọn này nó có tăng size nhanh không nha. Có gì mình sẽ cập nhật cho anh em coi. Beta thì trùng chỉ vẫn luôn là thức ăn số 1 tụi nó luôn nha. Một tuần nên cho cá ăn trùng chỉ 1 đến 2 lần nha anh em. Đảm bảo cá anh em sẽ cực sung giống như cá của mình thôi. Mình thì lúc nào cũng bổ sung thực phẩm tươi sống kết hợp với lại cám cho tụi nó hết. Cho nên con nào con nấy thì bao sung luôn nha.